Đây nè cô chú ơi, hồi nãy tính lên live stream mà sau live stream cái bữa bị trục trặc gì về cái vấn đề mạng đồ này kia, nó live không được đó, nên là ồ giỏi quá. Rồi mày thảy con nha, chay bữa nay chay bệnh rồi cô chú ơi, bệnh hồi tối hôm qua. Con lấy cái miếng giấy con chùi mũi con kìa. Đúng rồi. Mommy. Ở đâu? Ở đây. Đây nè mẹ, con đứng đó đi, con đứng đây mày thải nè. Đó, thải vậy đó, con đứng đằng đó đúng rồi. Biết làm sao không? Ngày tối hôm qua cô chú nhớ Ngọc livestream không? Nhớ Ngọc livestream mà chay nằm chay ngủ không? Là chay là chay bệnh đó, là tối đó là bệnh luôn đó. Là tao khuya là ngồi ngủ dậy khóc rồi, 2 giờ sáng khóc rồi, ôi trời tùm lum hết, sổ mũi nè, đau họng rồi, cái sáng giờ cũng nhõng nhẽo nhiều, giờ cũng hơi tỉnh, mới ngủ dậy 6 giờ mấy buồn ngủ, nằm ngủ giấc 2 tiếng đồng hồ, 8 giờ dậy từ nãy giờ nè cô chú. Tính là hôm nay không có quay video đâu, tại vì hôm nay Ngọc cũng hơi mệt. Nên là tính hôm nay không có video. Ở bên kênh Hồi à Family Cuộc Sống Mỹ chiều nay cũng không có video luôn nha mọi người. Tại vì hả Ngọc bận làm đó. Rồi hả rồi chay nó bệnh nữa đó. Nên là Ngọc cũng mệt luôn. Ngọc không có làm video nào hết đó. Nên là Daddy say hi với cô chú kìa. Say hi Daddy. Daddy say hi. Hello. Nên là cô chú cái gì đó đâu ạ? À? Giờ nó vô cái phòng đầy đồ chơi của nó, tôi bỏ đồ chơi vô rồi nó đổ rồi nè. Cô chú ơi có đồ chơi nè. Đồ chơi mới luôn đó cô chú. Rồi đồ chơi mới nào nữa? Hồi sáng này phải mẹ chơi trò này không? Bữa nào cả gia đình mình chơi trò này cho cô chú coi nha. Cái trò này mắc cười lắm. Đổ cái nước vô đây nè. Xong rồi cái hả cứ quay cái này nè, quay cái này coi mà đứa nào mà rút một cây hai cây rút ra mà lỡ mà cái độ lỗ nào mà nó có nước á, là cái nước nó ướt hết người mình luôn. Hồi sáng này nè nó tự lấy bình nước nó đổ vô cái này nè cô chú. À cũng muốn chơi cái này hả? Cái xong Ngọc chơi với nó, Ngọc rút ra cái nước đổ ướt người Ngọc luôn. Giờ nó tỉnh lại bớt nè cô chú nè, chứ sáng giờ bệnh lắm. Đây, con ngồi đây nè con, hãy ra đây ngồi. Ok, ngồi xuống đây. Ủa gì cây giấy? Mommy không gì mà. Ừ, rồi, con tự lấy ra đi, con tự mày lấy ra đi. Đúng. Mommy giúp rồi mommy. Đây nè, để mày lấy cái gì đó. Khăn giấy để chùi mũi nè, bây giờ cái mũi nè, con phải tự chùi đi. Con biết sao con chùi sao cho đừng có đau của con á. Đúng rồi. Trời ơi, lâu lắm mà mới bệnh lại đó. Mà không có sao hết đó. Bệnh để mommy. Phải lâu phải bệnh một lần chứ. Để cho nó tăng cường cái sức đề kháng của cơ thể lên mà. Không bệnh là cũng không tốt đâu chứ phải nha. Bệnh đó mới được. Ồ, ba chúng nhẽo vô cùng luôn. Cái này two wing castle. Ờ. Là bệnh gì quên rồi, bị đau cổ nè. Đau cổ, sổ mũi với nóng. À, nhưng mà sáng giờ ăn thì ăn cũng được, chứ không ăn nhiều. Nhưng mà ăn vô là vô luôn, chứ không có bị ói ra. Cũng đỡ cái đó. Thôi kệ, để bệnh giờ đi rồi mong mốt chừng nào gần tới sinh nhật cà khỏe nha chưa. Cho khỏe nghe không con. JD, are you okay? Yeah. Yeah, how do you feel? Not good. You don't feel good? Trời ơi trời. Con cảm thấy trong người con làm sao? Ngọc hỏi Ngọc hỏi nó coi, con cảm thấy trong người con sao? Nó trả lời tiếng Anh, nó nói not good, có nghĩa là không có tốt quá. Con bị gì? Con bị không có. Con nói con không được khỏe. Con bệnh rồi cô chú ơi. Con bệnh rồi cô chú ơi. Mommy is too big. Is it too big? Nhưng mà con nói đi, con nói cho cô chú biết là con bệnh rồi cô chú ơi. Let's make it hard. Trời ơi, nó trả lời tiếng Anh. How do you feel? Not good. It's good better, mommy. Hả? Are you gonna feel better? Yeah. Okay. It's soon, mommy. Soon? Yeah. Okay, you're gonna feel better soon. I hope so too. Nó nói là con sẽ khỏe lại sớm thôi mẹ. Nó nói mẹ, vậy đó. Mẹ,
lấy này mẹ ơi. Lấy nào? Mà ngộ lắm nha, nó bệnh bệnh gì chứ hồi tối này nè, hồi tối này là bệnh lắm á. Mà Ngọc hỏi are you okay JDC? Không phải, Ngọc hỏi là con làm sao rồi, cái đó nói là I'm okay mà, me I'm okay. Có nghĩa là con không có sao hết mẹ ơi. Trả mà trả lời một cách mà trả lời một cái cách mà giống như là gọi sao ta? Không biết luôn. Ngọc không biết diễn tả với mọi người sao để mọi người hiểu cái câu chuyện lúc đó. Mẹ không có mẹ ơi. Không có gì con. À hết rồi hả? Không đủ hả? Vậy thì con phải lắp qua, lắp mấy cái kia qua cho nó đủ để cho nó cao bằng nhau. Okay. Đúng rồi, lắp qua con. Lấy kia bên nọ, lắp bên nọ qua. Đáng lẽ Ngọc không có tính quay video cho chay luôn đâu. Mà thấy nếu mà chiều nay không có kênh ở bên kênh Hồi ở Family, không có kênh chay nữa cô chú buồn. Nên là chứ nó bệnh từ sáng giờ Ngọc cũng như con Ngọc canh nó cũng đơ luôn mọi người. Vừa canh nó nè nha, rồi vừa tối hôm qua nó không ngủ nè nha. Nó không ngủ rồi sao Ngọc ngủ được? Con chia sẻ ra hả? Con chia sẻ ra giỏi quá. Rồi xong rồi cái hả? Tối không ngủ rồi sáng này dậy sớm nữa chứ. Trời ơi sáng dậy sớm rồi nằm khóc. Nó chu mũi. Nằm khóc xong rồi cái coi iPad mà bắt Ngọc coi chung. Trời đất ơi, Ngọc buồn ngủ mà nó bắt nó mở mắt ra, Ngọc coi nó không cho nhắm mắt lại ngủ. Cái xong rồi cái hả, Ngọc cũng ráng Ngọc nhắm lại được tí đồng hồ mới khỏe mới tỉnh người á chứ. Xong rồi cái sáng giờ cũng nhõng nhẽo, cũng đòi rồi Ngọc bận biểu công chuyện nữa nên là hôm nay Ngọc không có thời gian để quay video cho mọi người luôn. Mọi người thông cảm cái kênh Hồi ở Family bữa nay vắng một cái video nha. Cuộc sống mà hơn lúc nào ngày nào nó cũng phải có một những cái bấp bênh ngày này ngày kia vậy đó. Trời mệt hả con? Chay thì con cảm thấy trong người con sao rồi? Con cảm thấy trong người con sao rồi? Sao chứ bỏ đâu? Bỏ đây phải không? Bỏ đây. Có cái chơi này không cô chú? Mẹ giống nhau cái bự chị ơi. Giống nhau cái bự hả con? Dạ. Mặc đồ đi, mặc đồ rồi mà Ngọc. Mẹ, chú make a big test. Mommy, make a big test. Con muốn cái lâu đài bự hả? Dạ. Con muốn làm cái lâu đài giống y chang vậy hả? Dạ. Mẹ đâu biết làm đâu, con nhìn vô con tự biết làm không? Dạ. Rồi con tự làm đi, mẹ ngồi mẹ coi con. Mẹ ngồi mẹ quay cho cô chú mẹ coi chứ. Đúng play rồi with me. Cái gì play with không, không không có clay, không có clay. Con nhìn mẹ nè. Play. Let's play together. Look, play. Mommy, let's play. I want clean, mommy. Thôi đừng có làm bộ xạo. Nói mommy, chứ I want clean, mommy. Con muốn màu gì? Con muốn màu green. Nhưng mà nói nè. Play. Nói coi, play. Ngậm cái môi lại nè. Play. Nó nói cái chữ play mà nó nói thành chữ clay không à. Thôi nói tiếng Anh khỏi mệt, nhức đầu quá. Đang mệt mệt trong người mà nghe tiếng Anh nữa mới nhức đầu quá. Nói tiếng Việt bớt dễ hiểu đi. Đúng rồi, con muốn làm cái lâu đài mẹ ơi. Ơi. Đúng rồi con nói nè, nhìn mặt mẹ nói nè. Lâu đài tình ái. Không phải mẹ ơi. Thôi không phải lâu đài tình ái hả? Chứ lâu đài cho ai ở? Mommy. Cho ai ở? Mommy, wait for me. Mẹ chờ con hả? Yeah. Nhưng mà con xây lâu đài cho ai ở? I want to wrap up first. Ai ở trong cái tòa lâu đài đó? Chúa mẹ ơi. À công chúa hả? Chú theo mẹ ơi. Thì mình xây lâu đài xong đi rồi mình kêu công chúa tới. Thiếu gì tụi nó đứng đó tụi nó đợi ngoài đó. Không, chơi chú mẹ ơi. Đồ chơi công chúa hả? Dạ. Ngồi yên đó đi. Công chúa là cứ đợi con xây lâu đài đẹp là công chúa sẽ nhào vô ở. Đừng lo, hiểu không? Công chúa nhiều lắm. Chỉ cần con xây một cái lâu đài thiệt là đẹp mẹ thôi. Mẹ ba, mẹ ơi, mẹ ba sao? Ba đi ngủ rồi con. Ok. Con có hồi nãy con có nói good night với ba chưa? Không có hả? Dạ. Ba nó cũng trốn nó nữa cô chú, khổ ghê không?
Ba nó bây giờ trốn hai mẹ con, hay như là trốn 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 cái gì đó, cũng trốn là giống như hai mẹ con đang bị bệnh vậy đó. Tại vì biết sao không? Tại vì ba chay không có muốn bị bệnh. We missing. Hả? We missing criminal, mommy. Nó không hiểu. Tại vì bị bệnh là ba chay không có đi làm được. Mà đi làm mà bị nóng cái là cái thời cái mùa này mà đi làm mà bị nóng cái là người ta cho về, tao mới cho đi làm. Trời, ba siêng làm lắm, ham làm lắm. Ok mommy. Trời ơi, về là giống như không dám đụng nó luôn á, có được không? Rồi có con Ngọc phải chịu hết, Ngọc phải ấy hết. Okay. Chờ về để cho giữ. Okay. Giữ một chút để cho mình phải khỏe bớt một chút. Rồi về cái là nói thôi bây giờ đụng nó vô là bây giờ bệnh là không có đi làm được. Rồi. Là mình cũng lo hết luôn. Xong phim. The mommy let's stay too. Mommy let's. Giờ mỗi lần đi vô chỗ làm là người ta ta đo nhiệt độ đó, mà hơi nóng nóng một chút là người ta về cho về hà. Bởi vậy đó. Và nãy hay trời nãy tranh thủ chơi ngủ một chút, Ngọc cũng ngủ luôn. Tại vì mà Ngọc nếu mà Ngọc không ngủ là khuya nay mà nó hành khóc nữa là Ngọc cũng phải dậy. Mommy look, what happening? Cái gì, cái này là cái gì đây? Này kia là it's just like your house. Oh, cái này chỉ giống như cái nhà hả con? Yeah, mommy, let's build a top. Oh, let's build a top. Nó nói mẹ bây giờ mình làm mommy, được một cái này rồi, bây giờ mình sẽ làm cái nhà ở trên cao, mình làm cái ở trên tầng. Này con nói của mẹ nè mẹ ơi. Đúng rồi. À con chọn màu đó ha. Bây giờ mình xây cái này sao? Nói đó bây giờ xây tầng trên đó, bây giờ xây lên. Đúng rồi, vậy mẹ để với con gần con nha. Yeah. Rồi mẹ để màu đó đó. Mẹ ơi con. Tới con đó, tới con đó. Mommy, lâu quá rồi cô chú chưa có thấy chay bị bệnh ha. Nói chung á là hình như cũng lâu lắm rồi đó. Cái lần cuối cùng mà Ngọc nghĩ mà chay bệnh á là hồi chay lần cuối cùng bệnh là hồi tháng 2, nếu mà Ngọc nhớ không lầm là hồi tháng 2. Rồi rồi làm lại nha. Ok, lúc đó là đi Florida về á, là lúc chay bị bệnh, lúc đó là Florida rồi tới giờ luôn á, rồi tới cái tháng 3, rồi cái tới mùa hè cũng đâu có bệnh ngày nào đâu. Mùa hè chơi tắm nước bơi gì mà không có bệnh ngày nào, mà bây giờ biết sao, đổi thời tiết nè. Rồi lạnh nóng mommy, thôi. Big, mommy. À bự quá hả con? Yeah. Nhưng mà con nói cho mẹ nghe nè, bây giờ mommy, he's smaller, mommy. How do you feel, JD? Not good. Not good. Thôi tao thấy tao kẹp không. Mommy. Trời ơi, tao nghẹp ghê á. How do you feel? Not good. Ở con thấy trong người con sao? Không có tốt mẹ ơi. Nhưng mà bây giờ con mà nói tiếng Anh như vậy á. Con nói mẹ ơi làm như vậy nè. Ừ đúng rồi. Rồi mẹ làm đây ha. Mommy, put this over here. Mẹ ơi, mẹ bỏ này ở đây nè. Okay, go there, mẹ. Đúng rồi. Mommy, you put it. À, mẹ làm sai. Rồi. Mom, down the top bottom. Bỏ dưới đây hả con ha? Bỏ the top bottom. Bỏ ở trên luôn. Bỏ trên luôn. Ok. Mommy, let's build this. Nhưng mà con nói cho mẹ nghe coi, con cảm thấy sao? Cái kiến, mommy. À, cái kiến á hả? Kiến được cái mẹ. Con thấy mẹ màu gì? Cái mẹ màu purple. Màu purple hả? I see your phone. Ồ, con thấy điện thoại mẹ luôn hả? Yeah, I see my castle. Ồ, con thấy cái lâu đài của con luôn hả? Nhưng mà bây giờ con thấy trong người con sao rồi? Mommy, let's do it. Con thấy mommy, trong người con sao? You, mommy. Nhưng mà con thấy trong người con sao? Thank you so much. Hả? I love you so much, mommy. Aww, I love you so much more, JD. You just melt my heart. Mommy, let's build a rainbow color. Aww, nó nói mẹ con yêu mẹ nhiều lắm. Mommy, đâu? Không, để mẹ chùi cho. Trời ơi, mommy, I love you so much, mommy. Aww. Mommy, let's do it together.
À, con mẹ mẹ làm chung với con. That's so fun, mommy. Con nói ê, mẹ mẹ làm chung với con. Yeah, good, mommy. Nói mẹ mẹ làm chung với con. Cái mỏ nó bệnh chứ nó tỉnh cái mỏ nó cũng sẵn sàng cũng là không có thua kém gì mà lúc không bệnh đâu nha. Rồi tối nay là đừng có hồi nãy là đứa nào ngủ vậy? Hồi nãy là đứa nào đang ngủ rồi tự nhiên dậy cái mớ khóc nè. Tự nhiên cái nó mẹ con muốn mẹ mẹ chơi con. Rồi mẹ đang chơi con này nhưng mà phải để mẹ kể chuyện cho cô chú nghe một ngày bị bệnh của con như thế nào. Nãy tự nhiên ngủ dậy vừa mắt nhắm mắt mở mẹ con muốn màu vàng đó. Ủa gì tự nhiên muốn màu vàng ở đâu, muốn lấy ở đâu, khóc quá trời khóc luôn. Mẹ con muốn đi trick or treating. Trời ơi bà mê Halloween tới cỡ nào bà bệnh mà bà muốn đi Halloween luôn. Jay đã có được bộ đồ Halloween rồi cô chú ơi. I want baby Yoda. Con muốn baby Yoda hả? Daddy dressed up for Halloween. À, con muốn Daddy mặc đồ Halloween hả? Yeah, con muốn Halloween này mẹ mặc đồ gì? Mặc đồ màu white. Con muốn mẹ mặc đồ màu white hả? Yeah. Mà một ai màu white? Mẹ. Nhưng mà màu white. Ba màu black mẹ ơi. Ồ, ba mẹ màu white, ba màu black, còn con màu gì? Con màu green. Con màu green hả? Yeah. Ồ vậy là con gì lại là cái what type of costume is that? It's a Halloween story. Just like my hat. Mommy, play with me. No. Play. Yeah. No, I don't want play. Mommy, my name's Play. Hum, look at my mouth. Play. Ngậm play. 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 Đúng rồi, you did it, JD. High five. Nói nhớ nha, không có clay nha. Clay là khác mà. Play. Chơi con mẹ ơi. Ừ. Đúng rồi, nói tiếng Việt á, nói tiếng Việt khỏe hơn. Mẹ chơi con đi. Chứ đừng nói tiếng Anh nữa, nói tiếng Anh cái chữ đó khó lắm. Mẹ ơi. That's my boom. Mommy, I don't need it, mommy. Con không có cần này hả? Yeah. Không có cái này nữa. À, con có màu đó rồi. Con nói đi, con có màu đó rồi. Nữa. Nói gì tiếng Việt là gì? Play. Đúng rồi. You did it, chị đi. Mẹ chơi con mẹ ơi. Đúng rồi, chơi với con mẹ ơi đi. Chứ còn play chi mẹ. Mommy, wait for me. Mẹ ơi chờ con. Mẹ chờ con. Đúng rồi. Yeah. Yeah. But tell me, how do you feel? Oh, we'll miss one, mommy. Yeah, how do you feel now? Not good. Not good? Aww. Look, mommy. Hả? It's upside down. Is it upside down? Ngược rồi hả? Yeah. Today I want two, mommy. Con muốn hai cái luôn. Mommy. Rồi giờ cái mẹ phải không? Vậy mẹ biểu này lên nha. Rồi. Mẹ đã mong một queen. You pick all the menu, mommy. Yeah. I pick this one. Mommy, you pick this one. Bữa giờ từ sáng giờ con không ăn nhiều. Con chạy nó đi bệnh mà. Mommy, here go, mommy. Mẹ ơi, của mẹ nè. Mẹ nè, mẹ ơi. Trời mặc đồ cũng khó khăn lắm á nha cô chú nha. Mặc đồ mà hồi sáng này Ngọc đưa cho cái quần này áo nọ mặc là không chịu đó, phải đồ nguyên bộ okay, đó. Mommy. Ừ. Tới mẹ nè. Good job, mommy. Trời ơi mẹ cảm ơn con. Mommy, this one right here. Trời ơi nó khen Ngọc giỏi mẹ. Mommy, sao? Lay. Không phải. Play. Đúng rồi, you did it, chị. Mommy, it's almost. It's not my hand. Thế cô chú thấy không? Nó rất là cố gắng để nó sửa, thấy không? Tự động nó chứ Ngọc đâu có biết đâu. Nó nói sai là tự động nó muốn sửa lại không? Giống như cái chữ hồi bữa là đi ra đó, chữ R mà nó nói không được. Nó nói được đi la không à? Cái Ngọc mommy, ráng sửa nó cái nó tự động nó nằm nha. Mommy, ừ, đúng rồi.
nó tự đậm, nó nằm trên chiếc xe mà hay ngồi trên xe hơi đó, nó tự đánh dần, nó tự đánh dần cái chữ ra, nó chỉ mà nó làm được, nó cái Ngọc ngồi cái bên Ngọc nghe, ngồi cái bên Ngọc nghe, nó Ngọc để ý, Ngọc nghe, Ngọc nó u chà, tự ngồi đậm đánh dần để đọc được cái chữ đó đúng không. Đi gì đây, đi gì, đi gì mami. Bây giờ con nói được chữ đó chưa? Con nói đi ra. Đi ra. Đúng rồi. 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 Con rùi. Miệng con muốn chơi. Mommy look. Yêu đời. Please mommy. Hả? Please. Đâu? Này ơi. Bậy, cái đó làm gì cái răng? Cái đó đâu nhìn đâu có giống cái răng nào, con nói cái răng. Con nói đi, con nói cái răng. Cái răng. Đi ra. Mommy, it's a dentist. It's a dentist? Yeah. Sao kỳ vậy? Sao cái đó là nha sĩ? It's just legal. À, con nói đi, con rùi. Mommy, we missing all the money, mommy. Nè, mấy cái này nè. Đúng rồi, con có làm mất không mà sao tự nhiên bị mất vậy? Mommy, just pick one, mommy. Bây giờ hiện tại là gần 10. Just one, mommy, just one. 11 giờ đêm rồi thôi. Mommy, bây giờ... pink. Đây nè, bây giờ nãy giờ mẹ quay cho coi cô chú là như để đó đủ rồi. Bây giờ 11 giờ rồi, mẹ edit video xong mày đăng lên. Chưa không? Chưa. Bây giờ mẹ edit video xong mày đăng lên cho cô chú coi đó. Mẹ cô chú đang chờ video con đó. Mọi người coi nè. 15 phút nữa 11 giờ rồi. Mẹ ơi. Hả? Nồi. Cái gì hết pin? Này hết pin rồi. Ủa máy tính hết pin à hả? Dạ. Vậy bây giờ mày phải làm sao? iPad. À coi ba iPad hả? Nó ý là nó là hết pin rồi, là máy tính hết pin rồi đó, là để chơi với nó đó. Coi chừng rớt nha. Rồi à con đưa cho mẹ cái ba iPad để làm gì vậy? Làm computer. Con nói nè, con nói để mẹ edit video cho cô chú coi đúng không? Yeah. Thôi ơi trời, nó nói cái máy tính Ngọc hết pin rồi, lấy iPad của ba nó để edit video cho cô chú. Không, máy tính này có pin nè. Con đừng có lo nha. Giờ con ngồi con chơi mình đi, rồi mẹ làm xong mẹ chơi với con nha. Rồi hai mẹ con mình vô giường nằm nghỉ ngơi ha. Rồi bye bye cô chú đi. Chúc chơi mau khỏe nha. Hope you feel better tomorrow, ok chị đi. Con làm mẹ vậy cái họng mày cũng đau đau rồi nè chay nè. Yeah, I have a sore throat too and I don't feel so good either. Okay. Let's what? Nè con chích thuốc nghe nè, con làm bác sĩ chích thuốc cho mẹ nha. My just thuốc. Rồi cái mũi không kìa, lại lấy cái khăn chùi mũi đi kìa. Đây nè, đâu rồi, khăn giấy đâu rồi. Thôi bye bye cô chú nha. Thầy mẹ coi con đây.